Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cùng đoàn phụng vụ, một năm có bốn mùa, thì mùa xuân là số một. Mùa xuân muôn hoa đua nở, khoe sắc đơm hương, hứa hẹn một mùa sẽ sinh trái tốt tươi ngọt ngào. Thật là ý nghĩa khi hai bên gia đình và nhất là hai anh chị Giuse Đinh Văn Chính và Maria Nguyễn Thị Huyền đã chọn những ngày đầu xuân năm mới để cử hành thánh lễ hôn phối. Thiên Chúa luôn tạo nên những mùa xuân. Mùa xuân có thể đối với con người chúng ta cũng là bất ngờ. Thiên Chúa tạo nên mùa xuân và có thể ngay trong mùa hè hay mùa thu hay là mùa đông. Chúng ta để ý gia đình Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Hai ông bà song thân của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng đi tu, muốn làm linh mục, muốn làm nữ tu. Nhưng mà Thiên Chúa đã quan phòng, tạo dựng nên một mùa xuân mới để hai người này gặp nhau, kết duyên với nhau, sinh con cái và đến độ trong gia đình ấy ba vị thánh. Cha mẹ của Thánh Nữ Teresa là những vị thánh và nhất là người con ưu tú của hai ông bà là Thánh, Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân cùng với cả hai anh chị, anh Chính và chị Huyền. Và chúng ta cũng xin Chúa tuôn đổ phúc lành và tình yêu để cuộc sống hôn nhân và gia đình của anh chị cũng trở nên một mùa xuân để anh chị gây dựng đời sống hôn nhân gia đình, xây dựng gia đình một gia đình đạo đức thánh thiện và cũng trở nên thánh, noi gương gia đình của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Với ước nguyện như thế, giờ đây chúng ta cùng với hai anh chị cất cao lời tán tụng Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Đinh Văn Chính và chị Maria Nguyễn Thị Huyền,
để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách sáng thế: Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến con người. Xem con người gọi chúng là gì, hễ con người được gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Con đi trên đường, con đi phía Chúa.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ. Vì lòng kính sợ Đức Chúa, anh em hãy phục tùng lẫn nhau. Người làm vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của Người. Và như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyển. Cũng thế, chồng phải yêu thương vợ như yêu thương chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng: chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói: thưa Thầy, có được phép vẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thank you.
Kính thưa quý cộng đoàn, trong buổi sáng ngày hôm nay, trong tiết trời của mùa xuân, tất cả cộng đoàn chúng ta tể tựu về ngôi thánh đường giáo xứ trong niềm vui hân hoan của hai gia đình, đặc biệt là của anh Chính và chị Huyền. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, và ngày hôm nay họ quyết định tiến tới với nhau. Họ quyết định ra trước mặt Chúa để nói nên cái lời khế ước hôn nhân, để thiết lập một thể chế, một tổ chức chúng ta gọi là gia đình. Có thể nói gia đình như là thể chế đầu tiên mà Thiên Chúa ngay trong công trình tạo dựng Ngài đã đặt để khi tạo dựng con người, con nam, con nữ. Ở bài đọc thứ nhất, trích sách Sáng Thế có kể lại cho chúng ta, Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả các loài thụ tạo, nhưng mà Adam đã đặt tên cho chúng. Không có loài thụ tạo nào trong số đó làm cho ông thỏa mãn. Ông vẫn cảm thấy thiếu và trống vắng. Thiên Chúa đã tạo dựng từ cạnh sườn của ông Adam nên một người phụ nữ là bà Eva. Từ một giấc ngủ say, qua đó cho chúng ta thấy người phụ nữ được rút ra từ người nam. Ý muốn nói về cái sự bền chặt ngay từ khởi đầu trong công trình tạo dựng. Thiên Chúa muốn tạo dựng người nam và người nữ để thiết lập một thể chế là gia đình, để cùng cộng tác với Chúa trong việc truyền sinh qua bậc hôn nhân. Dưới ánh sáng của lời của Chúa và đặc biệt là giáo lý của giáo hội chúng ta, hôn nhân là một ơn gọi sống chung với nhau bền chặt. Bền chặt bởi vì ngay từ khởi thủy, ngay từ công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt để điều ấy. Việc Thiên Chúa rút và tạo dựng người nữ từ cạnh sườn của người nam không có muốn nói về cái phẩm giá kém hơn, nhưng mà muốn nói về cái sự bền chặt của hôn nhân mà Thiên Chúa đã định liệu từ khởi thủy. Ngày hôm nay chúng ta thấy anh Chính và chị Huyền dắt nhau tới nhà thờ. Cái việc mà bao nhiêu năm, phải đến anh Chính là năm nay khoảng 28 tuổi, 28, 29 thì không có nhớ rõ, 28, 29 năm là quãng thời gian để đi tìm cho mình cái xương mà thiếu, mà chỉ có thể tìm ra được ở nơi chị Huyền. Trong suốt dòng dã nhiều năm tìm kiếm, nhiều lắm, không có tìm thấy ở 40 nhà chung, và chị Huyền cũng không có tìm thấy cái bến đỗ của mình ở 37 Hai Bà Trưng, nhưng mà tìm thấy và gặp gỡ tại Cổ Liêu, giáo xứ Cổ Liêu, không phải giáo họ. Và sau thời gian tìm hiểu nhau, hôm nay chính thức công bố với toàn thể bà con giáo dân là tôi đã tìm được chiếc xương sườn mà bấy lâu nay đang tìm kiếm. Ơn gọi gia đình, ơn gọi nào cũng cao quý, và Chúa định liệu một cách huyền nhiệm. Định liệu mà để con đường từ Cổ Liêu cho tới Nghĩa Ải không phải là gần đâu. Con đường từ Nghĩa Ải về đây thì cũng bằng con đường từ Cổ Liêu lên Nghĩa Ải. Cuối cùng Thiên Chúa định liệu anh chị gặp gỡ được nhau. Và chị Huyền cũng tìm ra đúng cái nơi mà ngày xưa, đúng theo Kinh Thánh, mình đã được tách ra. Cũng tìm
nhiều chỗ khác nhau nhưng mà chưa tìm ra được bến đỗ cho đến khi gặp được anh Chính. Một xương một thịt muốn nói về cái sự bền chặt của hôn nhân mà Thiên Chúa mong muốn khi mà xe định trước mặt Thiên Chúa và trước mặt Hội Thánh. Kính thưa cộng đoàn, khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên người phụ nữ từ chiếc xương sườn, cái hình ảnh để nói một cái sự bền chặt đó, chúng ta cũng không biết là chiếc xương sườn thứ mấy, nhưng mà người ta thường gọi là chiếc xương sườn thứ 7. Thì cũng có xung quanh đó cũng có một cái câu chuyện mà nói về chiếc xương sườn thứ 7. Trong một đêm thanh vắng, trăng tròn vành vạnh, người thanh niên mới hỏi người phụ nữ: em có biết cái câu chuyện chiếc xương sườn thứ 7 không? Thì người phụ nữ trả lời là: khi đã yêu nhau thì ai mà chả biết câu chuyện đấy hả anh? Người đàn ông nhìn vào mắt người phụ nữ và hỏi: em có biết tại sao mà Thiên Chúa lại làm người rút từ, làm người phụ nữ rút từ chiếc xương sườn, chứ không phải là sử dụng xương đầu, xương vai, xương chân hay là xương cánh tay không? Người phụ nữ không có trả lời. Một lúc sau, người con trai mới trả lời: Thượng Đế dựng nên người phụ nữ dùng chiếc xương sườn chứ không dùng những chiếc xương khác. Bởi lẽ nếu mà dùng xương vai để mà làm thành người phụ nữ thì chắc chắn người phụ nữ sẽ phải gồng gánh cực nhọc. Còn nếu mà Thiên Chúa dùng xương tay để làm nên người phụ nữ thì người phụ nữ chắc chắn phải làm việc vất vả lắm. Còn nếu mà dùng xương chân để mà làm nên người phụ nữ thì người phụ nữ lại phải trèo trống, lại phải đi tới nơi nọ nơi kia vất vả. Nhưng mà Thiên Chúa lại dùng chiếc xương sườn. Có lẽ bởi vì chiếc xương sườn là nằm dưới cánh tay, dưới đôi tay để được gìn giữ, để được che chở. Bên cạnh đó chiếc xương sườn thứ 7 còn nằm sát con tim để được yêu thương, để được che chở. Thế là người thanh niên ấy mới nói rằng là: em là chiếc xương sườn của anh, anh sẽ yêu thương và che chở cho em. Một câu chuyện rất là đẹp. Người nam đã tìm ra được chiếc xương sườn của mình và hô lên: trong nhiều năm tháng tôi đã tìm kiếm, không thấy, giờ đây đã thấy rồi. Và để minh chứng và để cho bền chặt của hôn nhân, anh chị ngày hôm nay khế ước với nhau trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Không chỉ là công bố, không chỉ là reo lên về cái sự tìm kiếm đã thấy của mình, mà xin Chúa chúc phúc cho tình yêu phu phụ của anh, của chị. Hôn nhân Công giáo chúng ta khi mà được làm trước mặt Thiên Chúa, được công nhận và thành sự, nói nên một cái sự bền chặt, một trong những đặc tính của hôn nhân, hai đặc tính đơn hôn và vĩnh hôn. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa anh và chị. Tuy nhiên, ngày hôm nay sẽ là ngày một ngày màu hồng. Ngày hôm nay là ngày đẹp, không chỉ là đẹp trời mà y phục cũng đẹp, ai cũng đẹp ở đây cả. Sau ngày hôm nay thì chắc chắn đời sống hôn nhân và gia đình sẽ còn gặp nhiều những khó khăn, mà ông bà và anh chị em ở đây là người sẽ chứng kiến, là người cảm nghiệm được cái điều ấy. Chúng ta vui cùng với hai gia đình
cùng với anh chị trong ngày mà họ kết ước với nhau. Hôn nhân công giáo và đặc biệt là đôi vợ chồng trẻ, như lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, muốn bền chặt thì phải trung thành và yêu thương nhau. Muốn bền chặt thì gia đình công giáo cần phải có Chúa hiện diện trong và giữa anh chị. Ngày hôm nay trước mặt Thiên Chúa và vị chủ tế chứng hôn sẽ đại diện để mà nhận cái lời khế ước ấy, và chắc chắn Chúa sẽ chúc phúc, chúc lành cho anh, cho chị. Ước mong rằng là anh chị luôn luôn mãi vui vẻ, đẹp tươi trong như trong ngày hôm nay, và Chúa chúc phúc bằng những đứa con đàn, cháu đống mà Chúa sẽ thương ban cho. Ước mong được như vậy. Amen. Anh Giuse Chính và chị Maria Huyền rất thân mến. Anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà Thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Chính và chị Maria Huyền, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương, đón nhận con cái Chúa ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy cầm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Đinh Văn Chính, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Huyền làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng với em khi thịnh vượng cũng như gian nan, khi ốm đau cũng như lúc bệnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em. Em là Maria Nguyễn Thị Huyền, xin nhận anh Giuse Đinh Văn Chính làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận mà anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thị Huyền, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Đinh Văn Chính, anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng hai anh chị.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho hai anh chị vừa thành hôn trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, xin cho họ trung thành yêu thương nhau mãi mãi. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con yêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con yêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống trần gian, vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức về lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con yêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con yêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi vợ chồng này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn hăng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa ở chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần,
Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là anh Giuse Chính và chị Maria Huyền, mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn hôm nay. Nhớ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con thành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con chúng con. Xin chớ để chúng con xa trở ban dù, nhưng yêu chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ của Chúa là chị Maria Huyền được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Kinh Thánh. Xin cho người chồng là anh Giuse Chính thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận vợ mình là người bạn bình đẳng đồng thừa hưởng sự sống,
biết kính trọng vợ mình cách xứng đáng và luôn yêu thương vợ mình bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con này xin Chúa cho các tôi tới Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng với các huấn lệnh của Chúa. Và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ noi gương, nêu gương đời sống vẹn toàn. Nhờ sức mạnh của tin mừng củng cố, họ nên chứng nhân tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt. Và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời, hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Hôm nay trước bàn thờ, anh đoàn nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoan hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước bàn thờ, em đoàn nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh. Hãy subscribe cho
chữ nhân này giờ nên nhân chứng. Ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dù thế thời xoay ngược chút chuyến, người yêu em không chút đổi thay. Tháng này trong đời anh, anh ơi em đoàn thề, chữ nhân này giờ nên nhân chứng. Ân tình này dâng hết cho anh, con đường này vui bước cùng anh. Dù thế thôi rơi vẫn chung chuyên, người yêu anh không chút đổi thay. Mỗi ngày ta gần nhau, dù năm tháng
con phải nhờ cùng Chúa đi tình vấn nào. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà chúng ta. Amen. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên chứng nhân tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Con kính mời quý cha và cộng đoàn an toàn. Trọng kính quý cha nghi phụ, quý cha bản hương, ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, ân thân nhân. Kính thưa quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý cố và cộng đoàn. Trong ngày hồng phúc đặc biệt này, trước hết chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ngàn hồng ân Ngài đã, đang và vẫn hằng đổ xuống trên chúng con trong mọi cảnh huống cũng như bậc sống mà chính Ngài muốn chúng con bước theo. Và hôm nay, Thiên Chúa tiếp tục tươi nét mặt, giang tay chúc lành cho tình yêu, cho gia đình mới của chúng con. Chúng con xin ghi ơn và tri ân bố mẹ, các đấng đã sinh chúng con trong máu thịt, hằng hy sinh, vượt qua bao nhiêu thăng trầm gian nan để chúng con có thể khôn lớn thành người, tạo những điều kiện tốt nhất để chúng con theo đuổi ước mơ của mình. Và dù thế nào, các bố mẹ vẫn ủng hộ, nâng đỡ chúng con. Hôm nay, các bố mẹ đã lo lắng tổ chức thánh lễ cưới cũng như ngày đại lễ thành hôn sắp tới cho chúng con. Biết bao nhiêu giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của cha mẹ đã đổ xuống vì chúng con. Chúng con xin khắc ghi ơn trời bể ấy và xin cha mẹ thứ lỗi cho những khi chúng con làm bố mẹ buồn lòng. Hôm nay chúng con cũng đặc biệt kính nhớ đến linh hồn Gioan là bố chúng con, dù hôm nay không thể hiện diện cách hữu hình để cầu nguyện và chúc phúc cho chúng con. Nhưng chúng con tin tưởng chắc chắn bố vẫn luôn theo dõi mẹ con, các anh chị em và các con cháu của bố. Và hôm nay bố vẫn đang dõi nhìn chúc phúc cho chúng con. Con xin hứa lại lời kết ước con đã thư trước nhan Thiên Chúa. Con hứa sẽ giữ lòng trung thủy, yêu thương và tôn trọng con gái của bố trong suốt đời con. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng phúc trên các bố mẹ, gìn giữ các bố mẹ mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc bên lũ cháu đàn con.
và xin Thiên Chúa sớm đưa bố Gioan của chúng con sớm về hưởng kiến nhan thánh của Ngài. Tiếp đến, chúng con xin tri ân quý cha nghĩa phụ đang hiện diện cũng như không có mặt, nhưng cũng hiệp ý cầu nguyện cho chúng con. Dù không sinh ra chúng con trong huyết thống, nhưng quý cha đã sinh chúng con trong đức tin, trong tình yêu mến. Quý cha đã luôn yêu thương, lo lắng, giúp đỡ cha mẹ chúng con, dạy dỗ, đồng hành với chúng con trên con đường đức tin, theo đuổi ước mơ của mình. Cách riêng, con xin tri ân cha nghĩa phụ Phaolô đã luôn đồng hành nâng đỡ con dù trong bậc sống nào. Và hôm nay, cha đã hiện diện dâng thánh lễ tạ ơn và chứng hôn cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ. Chúng con xin cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em, thân nhân, ân nhân đã luôn yêu thương chúng con trong gia đình, đã quan tâm, lo lắng, giúp đỡ và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin ghi ân và cảm tạ. Chúng con xin tri ân cha xứ Phaolô đã giúp đỡ, chúc mừng và cho phép cha nghĩa phụ của chúng con có thể dâng thánh lễ hôn phối hôm nay. Chúng con xin cảm ơn quý cha bản hương, quý tu sĩ nam nữ vì tình thương mến đã đồng hành nâng đỡ chúng con trong những năm qua và hôm nay cũng hiện diện nghiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con. Chúng em xin cảm ơn anh chị em trong gia đình, linh tông, huyết tộc, quý thầy chúng sinh cùng quý khách vì tình anh em, nghĩa bạn bè đã hiện diện cầu nguyện cho gia đình mới của chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý ca viên, ban truyền thông, ban phụng vụ và tất cả những ai đã giúp đỡ chuẩn bị và phục vụ thánh lễ cho chúng con cách trang nghiêm và sốt sắng. Chúng con xin cảm ơn quý cộng đoàn, các bạn trẻ, các bạn thiếu nhi đã hiện diện dâng lời cầu nguyện cho gia đình mới của chúng con. Với thánh lễ cưới hôm nay, đời sống hôn nhân của chúng con mới chỉ là khởi đầu, chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, gai trông, khó khăn đang chờ phía trước. Chúng con kính xin quý cha cùng mọi người thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Một lần nữa chúng con xin tri ân các bố mẹ, quý cha nghĩa phụ, quý cha bản hương cùng toàn thể họ hàng, bạn bè, quý khách và cộng đoàn. Trong niềm vui của những ngày đầu xuân Quý Mão, chúng con kính chúc quý đấng bậc và cộng đoàn một năm mới tràn đầy niềm vui, bình an, hạnh phúc và dư đầy ân lộc của Chúa Sân. Chúng con xin cảm tạ. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ tuyệt vời. Chúa ban tràn đầy hạnh phúc, xin chúc mừng và xin chúc mừng. Kính thưa cộng đoàn, trước khi ra cử hành thánh lễ, tôi nhìn vào cái cuốn sổ hôn nhân và gia đình mà hai anh chị này đã mua, đã chọn ở đâu ấy. Mà tôi để ý là trong cái cuốn sổ hôn nhân gia đình này có 6 trang, con thứ nhất, con thứ hai cho đến thứ 6. Nhà của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu thì ông bà ấy sinh được 9 người con gái. Thế nhưng mà cha với cả cộng đoàn cầu chúc cho hai anh chị Chính Huyền sinh được 6 người con, nhưng mà 4 người con sẽ phải gửi nó đi tu. 2 đứa đi tu làm linh mục, 2 đứa đi tu làm nữ tu, còn 2 đứa thì ở nhà. Có đồng ý như thế không? Và cái căn bản nhất là nhà của thánh Teresa là có 3 vị thánh cơ, cho nên cha cũng chúc cho gia đình của các con là những gia đình thánh, là gia đình thánh thiện đạo đức và sản sinh ra những vị thánh cho hội thánh. Một lần nữa chúng ta chúc mừng gia đình mới của anh chị. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con, Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.